đầu ra đó mình sẽ rồi. Xe máy qua đây nè, đỡ kẹt nè, xe máy đi qua đây nè. Nhà thì không, nó vừa 3-4 chỗ, nó vừa bên kia tính đụng xe máy xong mới lách qua đây. Lách qua bên kia xong mới đụng vô chiếc này nè. Mới vừa lên tới. Xe nào? Xe bóng chỗ xuống đây được không? Vừa, vừa. Vừa, chút rồi ta, đến rồi ta. Hết trong trong này cho đủ mà. Đó. Sáng luôn, sáng luôn vừa. Gấp quá rồi. Không gấp. Không được. Kẹt cậu luôn rồi, cậu lịch mẻo rồi. Xe tài xế, xe bán tải này xỉn rồi. Ông trốn mất tiêu luôn rồi. Rồi, kẹt luôn mọi người ơi. Chưa có ai điện anh ơi. Chưa. Đổ xuống
không có, em thấy ông tính đuổi qua xe máy rồi mới ông giật ra, ông giật mạnh lắm, ông giật mạnh lắm. Không có, nãy em đi gửi cho cơ này của chưa, nãy em gửi cho Bến Tre, Bến Tre nó của Tiền Giang mà, bên đây của Tiền Giang mà. À. Mà điện rồi chưa? Không ai điện, điện đi anh, điện đi. Em có số đây, xe về tới cầu kẹt đây, tài xế say xỉn đó mọi người. Được bốn chỗ qua được á, trên cầu Rạch Miễu ở đây ra á.